Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người sản phẩm đồng dung bê tông trục dẹt hay là lưỡi dẹt của hãng Isen Nhật Bản. Thì là sản phẩm phù hợp cho bề mặt bê tông hoàn thiện, sản xuất bê tông dạng tấm mỏng hoặc dùng cho những vị trí hẹp khó tiếp cận. Model là E32DH. Đó. Thì là bên ngoài thân máy là nhôm đúc hết các bạn nhé. Thân máy bên ngoài thân máy là bằng nhôm đúc. Đó, thì ở đây có một nút bằng cao su này, thì khi mà bấm vào đây thì là động cơ sẽ hoạt động liên tục không dừng. Muốn dừng là ta phải bấm lại một lần nữa, hoặc là chúng ta có thể dùng nút bấm thủ công ở bên dưới đây, khi mà tức là khi bấm vào là động cơ chạy mà nhả ra là động cơ dừng. Đó, ok, mình sẽ bấm nút cho động cơ chạy liên tục này. Đó, các bạn mua hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.